Nếu tôi nói với bạn rằng chúng ta, những con người hiện đại của thế kỷ 21, vẫn đang duy trì một số đặc điểm của tổ tiên con người cách đây 200.000 năm, bạn sẽ phản ứng thế nào? What the hell? Liệu bạn có đổ tại sự thất bại của mình chính là bởi những yếu tố di truyền này vẫn còn đang tồn tại? Bạn thân mến, thật ra toàn bộ loài người hiện tại vẫn chẳng khác quá nhiều so với tổ tiên thời tiền sử kia đâu. Chúng ta vẫn đang sở hữu bộ gen gần như y hệt so với những con người tồn tại hàng nghìn năm trước. Hãy cùng đến với video được Spider Room chuyển thể từ bài viết Tại sao bạn nên quan tâm đến việc mình giống người tiền sử như thế nào? Từ tác giả Ngọc Lưu để được giải đáp nhé! Tại sao ta cứ nói mãi về việc giống tổ tiên từ thời săn bắn? Đây đã từng là câu hỏi thường trực của tôi mỗi khi đọc báo hoặc một bài viết nào đó về sức khỏe hay tâm lý. Những câu kiểu như bạn thấy sợ hãi khi đứng trước đám đông vì từ thời tổ tiên bạn đã bị sợ các loài động vật khác nhìn thấy. Bạn thích đồ ngọt vì cơ thể bạn từ thời săn bắn đã yêu thích đồ ngọt và sẽ tích trữ đồ ngọt khi có thể. Rồi đến cả việc bạn dễ tăng cân vì thừa hưởng giống gen của tổ tiên. Rõ ràng là đã qua thời đồ đá từ lâu lắm rồi mà sao chúng ta vẫn thừa kế lắm tật xấu từ tổ tiên thế nhở? Vấn đề là ở chỗ, nền văn minh của chúng ta đã phát triển quá nhanh đến mức mà hệ gen của chúng ta không thay đổi theo kịp. Theo khảo cổ học, con người tinh khôn hay Homo sapiens xuất hiện vào khoảng 200.000 năm trước. Tuy nhiên, chúng ta cũng chẳng xuất hiện từ con số 0. Trước đó nữa là quá trình tiến hóa kéo dài cả vài triệu năm từ lúc quần thể đầu tiên của chi Homo xuất hiện. Trong quá trình dài đằng đẵng đó, tổ tiên của chúng ta là những người săn bắn hái lượm đã phát triển một bộ não tối ưu hóa cho quá trình săn bắn, hái lượm. Trong khi đó, nền văn minh đầu tiên chỉ xuất hiện vào khoảng 3.500 năm trước công nguyên, tức là khoảng 5.500 năm trước. Cách mạng công nghiệp diễn ra vào cuối thế kỷ 18 và chiếc máy tính đầu tiên được ra đời vào năm 1945. Và chỉ mới đây thôi, Steve Jobs ra mắt chiếc iPhone 4 cho cả thế giới vào năm 2010. Chỉ trong vòng 78 năm, từ năm 1945 tới năm 2023, tương đương với một đời người, chiếc máy tính đã tiến hóa từ mức nặng gần 30 tấn và chỉ làm việc như một tổ hợp các máy tính số học cơ bản đã đạt đến mức một chiếc laptop chỉ nhẹ có tầm 1,5 cân. Một thiết bị khá nhẹ nhàng nhưng có khả năng giúp cho người sở hữu nó làm đủ thứ trên đời, từ học hành, giải trí, xem phim Von Hell, đến khả năng kết nối tới tất cả những người cách bạn cả nửa vòng trái đất chỉ trong nửa đốt nhạc. Những khả năng đây còn được thu gọn lại nhỏ hơn nữa bằng người anh em nổi tiếng và dễ gây nghiện hơn laptop của bạn, đó chính là điện thoại di động. Mặc dù loài người có thể tạo ra những sản phẩm phi thường, nhưng bản thân con người, cùng cả thể chất và tâm hồn lại không thể thay đổi nhanh được đến như thế. Chúng ta có thể thông minh hơn một chút với khả năng suy nghĩ trừu tượng tốt hơn, có thể là cao lớn hơn thế hệ tổ tiên, là nhờ vào sự dồi dào của thực phẩm và máy móc đã giải phóng con người khỏi nhiều việc làm tay chân nặng nhọc. Nhưng tất cả là vì chúng ta đặt con người trong bối cảnh được thừa hưởng tất cả những thành tựu mà loài người đã chung tay lập được cho đến bây giờ mà thôi. Còn với mỗi cá nhân, cơ bản bộ gen của bạn vẫn vậy. Loài người vẫn đang là giống loài chịu sự ràng buộc của sinh học, có chung một vật chất di truyền đã được phát triển từ từ trong hàng triệu năm. Nếu so sánh về thời gian tiến hóa, nền văn minh hiện đại chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi. Có thể ví von thế này, nếu bạn được quay ngược lại thời gian và mang một em bé từ thời kỳ tiền sử đến hiện đại để nuôi dưỡng, đứa trẻ đó vẫn có thể suy nghĩ và hành xử như bất kỳ một đứa trẻ hiện đại nào. Nếu được đi học, thì nó cũng có thể làm toán, sử dụng điện thoại, máy tính thành thạo và có thể sau này chọn làm lập trình viên không biết chừng. Tương tự, nếu mang một đứa trẻ hiện đại ngược về thời tiền sử để nuôi nấng, nó cũng có thể đi săn voi ma mút cùng với bộ lạc và phân biệt đủ các loại nấm, loại nào ăn được, loại nào không. Điều đáng buồn ở đây là chỗ, rất nhiều những đặc điểm dường như là điểm tốt ở thời tiền sử, đến bây giờ hóa ra lại là nhược điểm bởi xã hội hiện đại không hề tương thích với bộ não từ thời săn bắn hái lượm. Hậu quả là, chúng ta chẳng biết chúng ta suy nghĩ và hành động như chúng ta đang làm là do đâu và dễ để đi đến kết luận là đó là bởi đấy là con người mình, đó là bởi tôi thông minh, ngu ngốc, độc nhất nên mới như vậy. Thật ra, chúng ta giống nhau hơn là mình tưởng, bởi nếu như không có sự giống nhau ấy, chúng ta không thể hiểu được và hợp tác để xây dựng thành một xã hội như ngày nay. Dĩ nhiên, bộ gen của mỗi con người có những đặc điểm khác nhau, và chúng ta cũng có những hoàn cảnh sống, nhận sự giáo dục và rơi vào những hoàn cảnh khác nhau. Tập hợp của những điều đó là cái khiến ta khác nhau, trở thành duy nhất và phát triển trong những suy nghĩ riêng biệt. Nhưng chúng ta chia sẻ chung một mô thức trong cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận, và cả giống nhau trong cách chúng ta phạm sai lầm nữa. Tại sao bạn nên quan tâm đến việc bạn giống người tiền sử như thế nào? Hay nói đúng hơn là tại sao bạn nên quan tâm hơn đến lịch sử, sinh vật học, tâm lý học và cả khoa học thần kinh? Lý do to lớn nhất ở đây là điều này sẽ giúp bạn hiểu con người mình hơn. Hiểu mình có khuynh hướng suy nghĩ như thế nào, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi cái gì,
làm cách nào để không bị nó ảnh hưởng, hay thậm chí là bạn có thể lợi dụng khuynh hướng này để đạt được những mục tiêu như bạn dự định. Chẳng hạn, chúng ta có khuynh hướng phản ứng mạnh mẽ hơn khi đứng trước những tin tức tiêu cực, bởi trong môi trường săn bắn hái lượm, điều này có lợi cho chúng ta. Ví dụ cụ thể có thể nhắc tới là khi nhìn thấy một thứ gì khả nghi như một con hổ hay báo hoa mai thì lựa chọn tốt nhất nên là bỏ chạy. Những kẻ quá lạc quan hoặc phản ứng chậm chạp với điều này có khả năng sẽ mất mạng và nếu lìa đời thì chẳng còn cơ hội nào mà truyền lại dòng gen. Chúng ta chính là con cháu của những kẻ bi quan, nhanh nhẹn đã sống sót. Tuy nhiên ở thời kỳ hiện đại, điều này lại mang nhiều phiền toái hơn là lợi ích. Dù hiếm khi bị đe dọa bởi những con hổ hay báo hoa mai, nhưng chúng ta vẫn phản ứng thái quá với tin tức tiêu cực. Vậy nên, những tin tức giật gân khiến người ta chú ý và thi nhau chia sẻ để rồi có cái nhìn sai lệch về tần suất xảy ra thực sự của những sự kiện tiêu cực. Điều đấy cũng đồng nghĩa, các nhà sản xuất tin tức thi nhau viết về những điều tiêu cực để lôi kéo sự chú ý của bạn. Còn với mạng xã hội như là Facebook, họ sẽ giấu tiệt những tin tức cực đoan, trái chiều, chỉ để bạn tìm thấy nền tảng này như một chốn dễ chịu, tích cực mà bạn có thể lướt hoài, lướt mãi. Nhận thức về điều này có thể khiến bạn biết chọn lọc tin tức một cách thích hợp hơn. Tìm ra những triệu chứng của cơn nghiện này có thể là bước đầu tiên để bạn cai nghiện nó. Một ví dụ khác có thể nhắc tới là chúng ta là những sinh vật xã hội, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi con người mà chúng ta sống cùng. Trong quá khứ, những người mà bị bộ lạc của mình quay lưng và cách ly sẽ phải sống đơn độc một mình và có khả năng cao là không thể tồn tại được. Điều này giúp con người phải học cách cư xử một cách hợp tình hợp lý và biết hợp tác cũng như giao tiếp với người khác bất chấp bản chất ích kỷ của mỗi cá nhân. Trong hiện tại, điều này lại có nghĩa rằng chúng ta bị mâu thuẫn một cách sâu sắc giữa việc sống cho bản thân mình và việc sống với những kỳ vọng của người khác. Chúng ta không thể ngừng mong đợi người khác yêu quý và do đó cũng không thể ngừng bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác dù ta có tự trấn an bản thân đến thế nào đi chăng nữa. Điều khả dĩ mà ta có thể làm, theo tôi, chỉ có thể là tự hạn chế kết nối của bản thân để bạn giảm thiểu những đánh giá của người khác và phần nào đỡ sự ảnh hưởng. Còn một khi đã bộc lộ bản thân mình thì hãy chấp nhận là khả năng cao là bạn sẽ bị ảnh hưởng. Biết rõ hơn về những ảnh hưởng từ thời xa xưa có thể giúp bạn phần nào biết được khi nào bạn nên lắng nghe trực giác và khi nào thì không. Chẳng hạn, như khi bạn đầu tư chứng khoán, bạn có thể nhớ lại rằng xã hội từ thời tổ tiên của bạn đã không hề chuẩn bị gì cho bạn về điều này cả. Cha ông chúng ta sống trong một thời đại mà không cần gì đến các con số lớn, tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm hay lo lắng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai xa gần. Vì vậy, trực giác ban đầu của bạn không thể đưa ra một câu trả lời đáng tin cậy nếu bạn không có kiến thức tốt về lĩnh vực này. Trí não rất kém với những thứ mơ hồ và nó có thể mách bảo bạn những câu trả lời rất lung tung, tùy thuộc vào độ chịu chơi của bạn mỗi khi đối mặt với rủi ro. Vì vậy, trong trường hợp này, có lẽ bổ sung thêm kiến thức từ nhiều nguồn tin cậy và chuẩn bị sẵn tinh thần với những gì bạn có thể phải đối mặt sẽ là tốt hơn. Thêm vào đó, đôi khi hãy tập cách nghi ngờ ngay cả chính mình. Có rất nhiều những kẻ thông minh đã và đang lợi dụng những đặc điểm họ tìm thấy với cách thức chúng ta suy nghĩ và cảm nhận để thao túng hành vi và suy nghĩ của chúng ta theo những cách tinh vi và khó nhận thấy. Nói chung, chúng ta cũng chẳng có thời gian để mà để ý hết được. Tuy nhiên, với những việc mà bạn nghĩ là quan trọng, hãy suy nghĩ thật cẩn thận, khách quan, nhìn nhận từ nhiều khía cạnh hơn. Hãy nhớ, không có con sư tử nguy hiểm nào đuổi theo bạn cả và bạn đang có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Việc tìm hiểu về cách thức suy nghĩ và phản ứng của người tiến sử, ngoài việc giúp bạn có một cái gì đó để đổ lỗi mỗi khi hành xử một cách sai lầm, thái quá, thì theo tôi, còn có một lý do nữa đáng kể lưu ý. Nó có thể khiến bạn bớt thần thanh hóa trí tuệ và linh hồn của con người. Chừng nào chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi các cơ chế sinh học, thì chúng ta vẫn bị chúng ảnh hưởng ít nhiều. Điều này không chỉ dừng lại ở việc bạn vẫn tiếp tục phải ăn, ngủ, hít thở, phản ứng khi nhìn thấy trai xinh gái đẹp, mà còn có ý nghĩa rằng cơ thể ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như hành động của chúng ta, và ngược lại. Cái mà chúng ta gọi là linh hồn không độc lập so với thể xác. Nếu linh hồn ấy được trú ngụ vào một cơ thể khác với giới tính khác hay thể trạng khác chẳng hạn, nó có thể sẽ suy nghĩ khác đi và do đó có thể hành xử hoàn toàn khác cho dù đối mặt với cùng một sự kiện. Sống trong một xã hội với quá nhiều tiện nghi với những cơ chế, máy móc phức tạp có thể khiến chúng ta hơi tự nâng tầm bản thân. Nhưng với tư cách là một cá nhân, chúng ta có lẽ không tài giỏi đến vậy đâu. Vậy nên, hãy bớt nói cái đạo lý. Và lần tiếp theo mà bạn muốn giảm cân, ăn chay hay là tạo ra những giải pháp cho năm mới, hãy lắng nghe cơ thể của mình và tự vấn về cá tính của mình để biết khả năng hiện tại của bản thân có thể làm những gì và đưa ra những kỳ vọng hợp lý. Điều cuối cùng, cũng đừng coi thường khả năng duy trì bộ gen một cách bền vững này của loài người, kể cả khi có một vài đặc điểm có vẻ lỗi thời. Bởi những người sở hữu nó chính là những người đã sống sót trong cuộc cạnh tranh sinh tồn không hề dễ dàng gì ở trái đất này. Hãy nhớ rằng, những người anh em họ của Chi Homo đã tuyệt chủng hết cả và chúng ta chỉ còn lại có nhau để nương tựa mà thôi. Hơn nữa, không có gì là tuyệt đối.
Có những đặc điểm ở góc độ này là tiêu cực, nhưng chỉ cần biến đổi một chút, nó lại trở thành điểm tích cực. Chỉ là cách chúng ta khai thác đặc điểm đó mà thôi. Vậy nên, lần tiếp theo bạn đọc được rằng mình có đặc điểm gì đó giống với người tiền sử, đừng thở dài, nó có thể cho bạn biết nhiều điều về bạn hơn là bạn tưởng đấy. Quan điểm của bạn thế nào sau khi lắng nghe những chia sẻ đến từ tác giả Ngọc Lưu tại Spider Room chúng mình? Hãy để ý kiến của các bạn ở trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.